Xin chào tất cả các học sinh thân mến đã quay trở lại bài giảng của cô. Và ở bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con lắc đơn, đúng không ạ? Qua bài học đó chúng ta biết được là con lắc đơn của chúng ta nếu xếp trong một cái biên độ dao động của nó là biên độ nhỏ thì ta có thể coi đó chính là một dao động điều hòa. Và chúng ta đã khảo sát con lắc đơn về mặt động lực học cũng như về mặt năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số dạng bài tập mà cô đã giao về cho các em ở buổi trước. Với bài đầu tiên, bài số 1, kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng của góc alpha 0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hòa khi nào? A. Khi alpha 0 bằng 60 độ. B. Khi alpha 0 bằng 45 độ. C. Khi alpha 0 bằng 30 độ. Và D. Khi alpha 0 nhỏ sao cho sin alpha 0 bằng alpha 0. Thì như phần đầu cô cũng đã giới thiệu lại cho chúng ta, nói lại cho chúng ta, đúng không ạ? Thì ta biết được là con lắc đơn của chúng ta chỉ có thể được coi là dao động điều hòa nếu, thứ nhất, chúng ta bỏ qua cái yếu tố ngoại lực tác dụng lên nó, yếu tố về lực cản, lực ma sát. Thứ hai là chúng ta có thể xét nếu con lắc của chúng ta dao động với một biên độ nhỏ. Vì vậy, ở câu số 1, chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Khi con lắc dao động với biên độ nhỏ, thì ta có thể coi nó là dao động điều hòa. Với câu số 2, một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ sin alpha 0 bằng alpha 0, thì chu kỳ dao động của nó được tính bằng công thức nào? Khi mà sin alpha 0 bằng alpha 0 thì đây, con lắc của chúng ta coi như là dao động điều hòa. Và khi đó, bài tập số 2, thì tần số góc của con lắc đơn hay còn gọi là tần số riêng của con lắc đơn sẽ được tính bằng công thức omega bằng căn của g chia l. Trong đó g là gia tốc trọng trường. Đơn vị là mét trên dây bình phương. Và L đó chính là chiều dài của dây. Đơn vị là mét. Ok chưa? Đơn vị của tần số góc thì sẽ là bằng gradian trên dây. Nhưng đề bài hỏi chu kỳ thì từ đây chúng ta suy ra được công thức chu kỳ T bằng 2B triệu omega bằng 2B nhân căn của L chia G. Rồi, tiếp tục đến bài số 3. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ, để thể hiện nó chính là dao động điều hòa, đúng không ạ? Câu nào sau đây là sai đối với chu kỳ của con lắc? A. Chu kỳ phụ thuộc vào chiều dài của con lắc. Chính xác, các bạn có thể thấy trong công thức có xuất hiện chiều dài. Chu kỳ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc. Đây ạ. Đây chính là G đây, gia tốc trọng trường. Chu kỳ phụ thuộc vào biên độ. Thì chu kỳ phụ thuộc vào biên độ này có đúng hay không? Các bạn lưu ý cho cô nhé, chu kỳ của chúng ta sẽ không phụ thuộc vào biên độ. Và đáp án D, chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc thì đây là chính xác. Chu kỳ chỉ phụ thuộc vào L và G thôi. Vì vậy, ở câu số 3, đáp án sai chính là đáp án C. Câu số 4, tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài L là 2 giây. Bài 4. Chiều dài L thì T1 bằng 2 giây. Thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài 2L là bao nhiêu? Nếu là 2L thì T2 bằng bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xét nhé. Chu kỳ của chúng ta tỷ lệ với căn của L, đúng không ạ? Vì vậy cô có thể đưa ra được là T1 chia T2 sẽ bằng căn của L1 chia L2. Và bây giờ chúng ta thay 1 phần 2, 1 chia căn 2. T1 bằng 2 rồi. Đây ta sẽ suy ra được T2 bằng căn 2 lần T1 và bằng 2 căn 2 giây. Và câu số 4 các bạn chọn cho cô đáp án là đáp án A. Vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết 4 bài tập về nhà ở buổi trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng nhiều hơn, làm bài tập nhiều hơn liên quan đến chủ đề con lắc lò xo thông qua bài giảng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Và các bạn, bây giờ chúng ta trước khi chúng ta làm các bài tập để có thể vận dụng kiến thức về con lắc đơn thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những cái kiến thức mà các bạn đã được học ở buổi trước. Về con lắc đơn. Thứ nhất, chúng ta cần phải nắm được những nội dung gì?
Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải nắm về cái cấu tạo của con lắc đơn, đúng không ạ? Thì con lắc đơn của chúng ta sẽ cấu tạo gồm một vật nặng có khối lượng M nào đó gắn với lò xo, gắn với một dây mảnh, và coi như cái khối lượng của dây mảnh này bằng không, khối lượng của dây mảnh không đáng kể. Và nội dung thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó chính là liên quan đến đặc điểm về tần số góc. Ba cái tần số góc này: chu kỳ và tần số góc của con lắc đơn thì omega sẽ bằng căn của g chia cho l. G là giãn tốc trọng trường, l là chiều dài của dây. Và nhớ là chiều dài thì chúng ta sẽ phải đổi về đơn vị chuẩn, đó chính là đơn vị mét. Chu kỳ T bằng 2pi chia cho omega và bằng 2pi căn của L chia cho G, đơn vị là dây. Cuối cùng tần số F bằng omega chia 2pi và bằng 1 chia 2pi nhân căn của G chia L, đơn vị là Hz. Ok chưa? Đối với con lắc đơn này thì chúng ta sẽ thường chỉ xét con lắc đơn trong trường hợp đó chính là cái biên độ dao động của nó nhỏ, biên độ dao động nhỏ, hoặc là cô sẽ nói là góc alpha rất là nhỏ nhá. Thì ta có thể coi như là con lắc đơn dao động điều hòa. Và từ đây thì chúng ta xét được các phương trình đặc trưng, các phương trình dao động. Phương trình 1 là phương trình về ly độ dài, ký hiệu là S, bằng S0 nhân cos omega t cộng phi. Và cái giá trị omega này thì các bạn tính được thông qua cái công thức tính tần số góc riêng của con lắc đơn, được chưa? Ngoài ra thì ta có công thức ly độ góc alpha bằng alpha 0 nhân cos của omega t cộng với phi, được chưa? Và mối liên hệ giữa ly độ dài và ly độ góc đó chính là S thì bằng alpha nhân với L. Ngoài ra thì các bạn nắm cho cô đó chính là cái phương trình của lực kéo V, F kéo V bằng trừ mg sin alpha. Và trong trường hợp mà alpha rất nhỏ thì ta có thể coi sin alpha xấp xỉ góc alpha, vì vậy sẽ bằng trừ mg nhân alpha. Chưa? Và nội dung cuối cùng, một nội dung mà chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều, đó chính là liên quan đến phần năng lượng. Năng lượng của con lắc đơn cũng tương tự giống như con lắc lò xo, sẽ bao gồm hai thành phần, đó chính là động năng và thể năng. Đối với động năng thì bằng 1/2 kx bình 1/2 mv bình phương, đúng không ạ? Và thế năng của nó thì lại bằng mgl nhân 1 trừ cos alpha. Trong đó alpha là cái giá trị góc bất kỳ tại cái thời điểm mà chúng ta xét. Còn alpha 0 đó chính là giá trị biên độ góc có lắc đơn. Đây chính là một giá trị không đổi, cơ năng luôn không đổi. Vậy là trên đây thì cô đã nhắc lại những cái kiến thức liên quan đến con lắc đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng những kiến thức này để giải quyết một số bài tập sau đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng để làm bài tập đầu tiên. Bài số 1, một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu, có nghĩa là vận tốc V0 bằng 0 mét trên giây. Từ vị trí biên có giá trị biên độ góc alpha 0. Khi con lắc đi qua vị trí có ly độ alpha thì tốc độ của con lắc được tính bằng công thức nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lại hình một chút. Đây chính là cái vị trí ban đầu tương ứng với góc alpha 0. Chưa? Và vị trí này cô gọi là vị trí thấp nhất của con lắc. Đây vị trí 1 này.
vị trí 2 này. Chưa? Và đề bài hỏi là nếu ly độ của nó có giá trị là alpha. Đây, ly độ có giá trị là alpha, vị trí số 3 đi. Thì khi đó vận tốc bằng bao nhiêu? Muốn làm được bài này thì chúng ta sẽ xét trong sẽ nên sử dụng đó chính là định luật bảo toàn cơ năng thông qua hai vị trí 1 và vị trí 3. Đối với vị trí 1 thì sao? Cơ năng tồn tại dưới dạng nào? Vận tốc ban đầu bằng 0, vì vậy không có động năng nên nó sẽ chỉ có thế năng mà thôi. Cơ năng ở vị trí 1 có ký hiệu là WC1 bằng 1/2 bằng mgh nhá, ký hiệu là h đi. Trong đó h là khoảng cách từ vị trí của con lắc ở vị trí 1 so với mốc thế năng. Mốc thế năng gọi đặt là ở vị trí 2. Khi đó thế năng bằng 0. Được chưa? Thì đây chính là h. H đây chúng ta sẽ tính thông qua là bằng chiều dài L này trừ đi cái đoạn này. Đoạn này thì chúng ta tính được không? Nó chính là bằng chiều dài nhân với cốt của alpha 0. Vì vậy sẽ là bằng mg L nhân 1 trừ cốt alpha 0. Xong. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ khảo sát ở vị trí thứ 3. Cơ năng ở vị trí thứ 3 thì sẽ gồm cả động năng và thế năng. Vì ở vị trí này nó có vận tốc 1/2 mv bình cộng với mgl nhân 1 trừ đi cốt alpha. Thì chứng minh tương tự thì cô sẽ tính được công thức thế năng là bằng mgl nhân 1 trừ cốt alpha. Bây giờ chúng ta sẽ bảo toàn. Bảo toàn cơ năng. Suy ra được cơ năng tại vị trí 1 sẽ bằng cơ năng tại vị trí số 3. Đúng không ạ? Sẽ bằng gì ạ? Mg L nhân 1 trừ cốt alpha 0 này bằng 1/2 mv bình cộng mgl nhân 1 trừ cốt alpha. Bây giờ chúng ta khử đi. Cái chúng ta cần tìm chính là vận tốc. Thì cô sẽ suy ra được vận tốc v thì bằng gl này. Khử được rồi. Gl nhân với cốt alpha trừ đi, chuyển về sang bên này đúng không ạ? Trừ đi gl nhân với cốt alpha 0. Đây là 1/2 mv bình nhá. 1/2 v bình. Cô khử m luôn rồi. Thì ta sẽ suy ra được v, vận tốc v sẽ bằng căn của 2gl này nhân với cos alpha trừ đi cos alpha 0. Rồi. Và đáp án phù hợp nhất chính là đáp án A. À, các bạn cho cô, các bạn nhớ luôn cho cô công thức này nhé. Ghi nhớ và cố gắng là vận dụng và biết cách chứng minh công thức. Vận tốc sẽ bằng căn 2gl nhân cos alpha trừ cos alpha 0. Thì đây chính là công thức tính vận tốc của vật tại một vị trí có ly độ bất kỳ. Ngoài ra thì bây giờ cô sẽ đưa ra một số trường hợp đặc biệt. Nếu con lắc của chúng ta ở vị trí cân bằng, được chưa? Thì khi đó cốt alpha của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 0 độ, đúng không? Cốt 0 bằng 1. Vì vậy công thức khi đó V max V ở vị trí cân bằng sẽ bằng căn của 2GL nhân 1 trừ cốt alpha 0. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với bài tập số 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài tập số 2. Đối với bài số 2, đề bài cho gì ạ? Một con lắc gõ dây có chu kỳ là 2 giây, T bằng 2 giây. Tại nơi có gia tốc trọng trường G bằng 9,8 m trên giây bình phương, thì chiều dài của con lắc đơn đó là bằng bao nhiêu? L bằng hỏi chấm m. Đúng không ạ? Thì đối với bài này, chúng ta vận dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn. T bằng 2B căn của L chia G. Các giá trị đã biết rồi. Thì L sẽ là bằng 2. L sẽ bằng T chia 2B tất cả bình phương và nhân với G. Đúng không ạ? 2 chia 2B tất cả bình phương nhân 9,8. Và các bạn sẽ thay số tính cho cô. Thì ra đáp án đó chính là bằng 0,993m. Chọn cho cô đáp án C. Rồi. Vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn chúng ta giải quyết xong hai bài tập đầu tiên
trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta tiếp tục để có thể làm các dạng bài tập tiếp theo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập số 3. Đối với bài số 3 thì đây là một bài tự luận, vì vậy chúng ta cũng lưu ý về cách trình bày nữa. Một con lắc đơn có chiều dài 1,2m. L bằng 1,2m. Dao động tại nơi có gia tốc trọng trường G bằng 9,8m/s. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương, một góc alpha 0 bằng 10 độ, rồi thả tay. Ý A, tính chu kỳ dao động của con lắc, tức là tính T, đúng không ạ? Ý B, viết phương trình dao động của con lắc, phương trình dao động. Và ý C, tính tốc độ và gia tốc của con lắc khi nó qua vị trí cân bằng. Khi qua vị trí cân bằng thì đây chính là Vmax, đúng không ạ? Và A bằng hỏi chấm. Chỉ cân bằng. Bây giờ, ở ý đầu tiên, ý A, rất là dễ rồi. Chu kỳ dao động của con lắc thì chúng ta đã biết được chiều dài cũng như là gia tốc trọng trường thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Chu kỳ dao động của con lắc sẽ là T bằng 2pi nhân căn của L chia cho G. 2pi căn của L là 1,2 chia cho G là 9,8. Sẽ ra được là 2,19 giây. Rồi, tiếp theo ý B, viết phương trình dao động của con lắc. Phương trình dao động của con lắc thì chúng ta sẽ viết về dưới dạng phương trình ly độ dài S bằng S0 cos omega t cộng phi. Được chưa? Vì vậy cần tính được S0, omega và phi. Thì omega sẽ bằng căn của G trên L. Tính luôn cho cô bằng bao nhiêu? 9,8 chia 1,2. 2,86 radian trên giây. Còn S0, alpha 0 này thì chính là biên độ góc, đúng không ạ? Thì ta có S0 sẽ bằng alpha 0 nhân với L, trong đó alpha 0 sẽ phải đưa về đơn vị là radian. Đổi ra S0 bằng alpha 0 nhân L, 10 độ đổi sang radian, 0,1745. Đây là mét. Nhân với chiều dài là 1,2 nữa. 0,21 mét. Rồi. Bây giờ làm thế nào để tính được pha ban đầu của cái dao động này? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái dữ kiện là ban đầu của nó. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương, một góc alpha 0 bằng 10 độ, đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ban đầu vật của chúng ta đang ở vị trí biên dương, nên phi lúc này sẽ là bằng 0. Phi lúc này bằng 0 radian, được chưa? Vì vậy chúng ta có thể viết được phương trình dao động như sau. Của con lắc sẽ là S bằng 0,21 nhân với cos của 2,86T cộng với 0 thì không cần viết nữa. Đơn vị ở đây là mét. Vì giá trị biên độ của chúng ta đang sử dụng là mét. Tiếp theo ý C, tính tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng. Khi qua vị trí cân bằng thì có phải là vận tốc của nó đạt giá trị lớn nhất không? Chính xác, đúng không ạ? Vì vậy, V lúc này sẽ là bằng S0 nhân với omega. S0 là bằng 0,21 nhân với omega là 2,86.
bằng 0,0006 mét trên giây. Tiếp theo về gia tốc của quả cầu thì các bạn lưu ý cho cô, giờ chúng ta sẽ miêu tả lại. Khi con lắc của chúng ta ở vị trí cân bằng thì có những lực nào tác dụng? Lực P, trọng lực P, lực căng dây T, đúng không ạ? Và hợp lực của hai lực này đóng vai trò giúp cho con lắc của chúng ta sẽ dao động và chuyển động giống như một vật chuyển động đều với cung quỹ đạo là chuyển động đều, đúng không? Vì vậy nó sẽ chịu tác dụng của lực hướng tâm, F hướng tâm bằng tổng hợp của lực T và P. Chúng ta sẽ có được là F hướng tâm này thì bằng P cộng với T. Công thức của lực hướng tâm bằng gì? F hướng tâm thì bằng M nhân với V bình chia cho R. Trong đó R là bán kính của quỹ đạo thì nó chính là chiều dài của dây luôn. Thì cô sẽ viết đây là L. Được chưa? Thế ta sẽ suy ra cái thằng này đóng vai trò là gia tốc hướng tâm. Và chính là cái gia tốc mà khi nó ở vị trí cân bằng thì A hướng tâm sẽ bằng V bình chia cho L. Vận tốc ở trên này ta đã tính được này, 0,6 bình phương chia 1,2. Bằng 0,3 mét trên giây bình phương. Rồi, thì trên đây thì cô đã hướng dẫn chúng ta giải quyết xong bài tập số 3. Ở bài này, chúng ta lưu ý là hãy cố gắng nắm cho cô cái công thức về chu kỳ của con lắc đơn thật là kỹ này, cũng như là cách viết phương trình dao động của con lắc đơn, cách xác định vận tốc khi nó ở vị trí cân bằng và gia tốc của nó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết bài tập số 4. Với bài số 4, đề bài cho như sau. Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng, bài 4 này, M bằng 50g, được treo vào đầu một sợi dây dài 2m, L bằng 2m, và gia tốc trọng trường G bằng 9,8m trên giây bình phương. Ở ý A, đề bài hỏi tính chu kỳ dao động của con lắc đơn. Ý B, kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí có lý độ alpha bằng 30 độ, rồi buông tay không vận tốc đầu, tính tốc độ của con lắc, tính tốc độ và lực căng tại vị trí cân bằng, biết là alpha bằng 30 độ. Rồi, thì đối với bài số 4 này, ý A rất là dễ, đúng không? Ta tính được chu kỳ T, chu kỳ dao động của con lắc đơn, chu kỳ dao động của con lắc đơn sẽ là T bằng 2pi căn của L chia cho G bằng 2pi căn của L là 2 chia 9,8. Hai pi nhân căn sẽ ra được là 2,84 giây. Rồi sau khi chúng ta tính được xong chu kỳ dao động của con lắc đơn, các bạn cùng nhau cùng đọc cho cô đề bài ý B. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng. Đây. Với góc alpha bằng 30 độ. Đúng không? Đây là vị trí cân bằng. Rồi buông tay ra không vận tốc ban đầu thì có nghĩa là vận tốc ban đầu V0 bằng 0. Và đầu bài hỏi khi đó, khi mà con lắc của chúng ta ở vị trí cân bằng này thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, cũng như là lực căng dây T bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta lại nhớ lại cái bài học mà cô đã chữa cho chúng ta ở phần bài tập về nhà, đúng không ạ? Thì ta biết được T khi ở vị trí cân bằng, vị trí cân bằng thì vận tốc chúng ta có thể tính bằng công thức căn 2GL nhân 1 trừ cos alpha. Alpha 0, trong đó alpha 0 này là ly độ góc của con lắc, đúng không? Nó chính là bằng 30 độ đây. Giờ chúng ta thay vào căn 2 nhân 9,8 nhân 2
1 trừ cos 30 độ. Ra được 2,29 mét trên giây. Sau khi tính được vận tốc, làm thế nào có thể tính được lực căng dây T? Bây giờ chúng ta cùng phân tích. Các lực tác dụng lên con lắc khi ở vị trí bằng là có lực trọng lực P này, lực căng dây T. Và hai lực này, tổng hợp của chúng sẽ gây ra, đó chính là lực hướng tâm. Ta sẽ có P cộng T bằng MA hướng tâm, đúng không ạ? Chiếu lên phương hướng tâm là phương trùng với T này, ta sẽ có T trừ B bằng MA hướng tâm. Suy ra T, cô ký hiệu là F nhé, để giống theo đồ bài. Lực căng dây ở đây ký hiệu là F. Suy ra F sẽ là bằng P cộng với MA hướng tâm. Bằng bao nhiêu ạ? B thì là MG, M nhân G cộng A hướng tâm. A hướng tâm sẽ là V bình chia cho L. Để ta thay vào, M là 0,05 nhân G là 9,8 cộng 2,29, tức là bình phương chia 2. Sẽ ra được lực căng là bằng 0,62 Newton. Được chưa? Vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn xong chúng ta giải quyết bài tập số 4. Ở bài tập này thì cũng là một cái câu hỏi rất là quen thuộc, yêu cầu các bạn tính chu kỳ. Vì vậy chúng ta có thể thấy công thức tính chu kỳ của con lắc đơn là công thức rất là quan trọng, đúng không? Nó có thể bắt gặp rất là nhiều trong các đề thi một tiết của chúng ta, đề thi học kỳ cũng như trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tiếp theo, ở ý B thì chúng ta cần phải vận dụng những cái kiến thức, đó chính là công thức tính vận tốc của con lắc tại vị trí cân bằng để tính được vận tốc, cũng như là phân tích các lực để xác định được giá trị lực căng dây T. Và bài tập số 4 này cũng là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang mục bài tập về nhà. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng cô quan sát bài tập về nhà của bài học ngày hôm nay liên quan đến con lắc đơn đếp số 2. Bài 1, bài số 2 và bài số 3 thì ta thấy là bài 1, bài 2 là bài trắc nghiệm, còn bài số 3 là bài tự luận. Vì vậy các bạn hãy là trình bày sao cho thật là logic giúp cô, được chưa? Và ba bài tập về nhà này chúng ta sẽ cùng nhau chữa ở bài học tiếp theo. Còn bài giảng của cô thì đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại tất cả các em trong bài giảng kế tiếp.